Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm canh tí, ngày này là ngày ất dậu, tháng đinh hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tuyền trung thủy, ngày Ất Dậu tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc mộc và ngày hôm nay là ngày không được tốt cho lắm. Về nạp âm, tuyền trung thủy, kỵ tuổi, kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi Kỵ mão đinh mão tân mùi và tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi kỷ tỵ quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc, sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc, tế tự, sao mạo thương tốt về cầu tài lộc khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ, về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, Mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang có được báo hiệu, có được lộc trời ban nhưng lại đánh mất cái vận may về tình cảm. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày tí dậu tương phá, bạn có nhiều vấn đề nảy sinh trong cái mối quan hệ giữa hai người mà chưa được giải quyết. Với bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, không muốn giảng cô quá nhiều khi mà tình cảm đã không còn được thám thít như thuở ban đầu. Bạn chấp nhận chia tay nếu không thể níu kéo với người không để trái tim ở nơi mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay khá chi là thuận lợi, hàng hóa bay đi tới tấp. Khách hàng nườm nượp kéo về, lợi nhuận tăng cao, túi tiền của bạn tuổi tí trong lúc này đẩy lên đáng kể nữa nhá Ngày này với bạn tuổi tí, xuất hành thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, có tài lộc rất chi là tốt. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tiền bạc được dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, tình cảm tan vỡ, không như mong đợi. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, cần tìm cách để hóa giải mâu thuẫn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Về đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được vận trình khá chi là tươi sáng trong ngày hôm nay bạn mệnh tìm được hạnh phúc ở ngay bên mình, người ấy dành cho bạn tình cảm từ rất lâu rồi mà bạn chẳng hề nhận ra. Vợ chồng tuổi này sẽ có một ngày ngọt ngào với những kỷ niệm được hâm nóng trở lại. Đôi bên cùng trân trọng khoảng thời gian đã qua và mong muốn có thể tạo ra thêm nhiều kỷ niệm hơn nữa trong tương lai của mình. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn xuất hiện phụ trợ mang đến cho bạn có được những tia sáng mới và bạn tuổi xỉu khi gặp phải những khó khăn trong công việc có thể giải quyết một cách nhanh chóng nữa. Bạn mệnh tuổi xỉu có thể sẽ đưa ra được những ý tưởng mới mẻ và độc đáo để cứu nguy cho chính bản thân mình khỏi những lúc khó khăn cấp bách bạn tuổi xỉu nhé. Và trong cách vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi xỉu xuất hành cầu tài lộc khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa hay là ký kết hợp đồng đều rất chi là tốt. Tuy nhiên, xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để tăng thêm vận may cho mình bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, đường tình duyên rực sáng. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có nhiều cơ hội thể hiện năng lực tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa công việc tiến triển tốt nhờ biết sáng tạo tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần, thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2020 ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài nhập cục cho nên con đường tài vận của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay khá chi là tốt bạn mệnh có thể có được nguồn thu nhập vững vàng từ công việc chính của mình bạn thoải mái trong việc chi tiêu trong ngày hôm nay mà không cần phải lo lắng tuy nhiên với bạn tuổi dần trong ngày này lại đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng gia tăng khi mà bạn đang gặp ngày kim mộc xung khắc với nhau có thể đôi bên không hiểu ý của nhau không chịu lắng nghe đối phương giải thích cho nên càng ngày càng thêm mâu thuẫn với bạn tuổi dần tình duyên lận đận có những vấn đề về nhận thức mà với bạn tuổi dần mãi không nhìn nhận ra bạn đang đòi hỏi những tiêu chuẩn quá cao cho một nữ của mình mà không nhìn lại chính mình đang đứng ở vị trí nào nữa bạn tuổi dần nhé và ngày này đối với bạn tuổi dần xuất hành cầu tài khai trương đầu tư hay là ký kết hợp đồng bạn đang có được báo hiệu rất chi là thuận lợi vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cần hiểu chính bản thân mình, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, đừng cho rằng tiền bạc có thể giải quyết được tất cả, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, thu nhập vững vàng, chi tiêu thoải mái, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, mau thuận càng ngày càng gia tăng, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, có nhiều chuyện không được giải quyết kịp thời. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu mạo tương xung cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay thực sự là thê thảm dù bạn đã cố gắng để giải quyết nhưng đối phương chẳng chịu đặt lòng tin điều đó khiến cho bạn tuổi mão cảm thấy tổn thương sâu sắc sự bất an cùng lòng hoài nghi nghi kỵ không biết đã xuất hiện từ bao giờ mà bạn mệnh tuổi Mão, chẳng hề hay biết. Dù vẫn còn thương, nhưng bạn không muốn phải xuống nước vì chuyện mà mình không sai. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão. Ngày này, may cho vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Tài vận của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được những dấu hiệu đáng mừng. Bạn có được vận quý nhân dẫn đường trị lối. Bạn kiếm tiền một cách dễ dàng hơn, cơ hội phát tài, phát lộc đến bất ngờ mà chẳng cần phải kiếm tiền kiếm tìm đâu xa. Ngày này đối với bạn tuổi mão cầu tài, khai trương, xuất hành, đầu tư hay là ký kết hợp đồng đều lợi thế hơn người bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có nhiều cơ hội phát tài tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đang mâu thuận với chính mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tình cảm mâu thuận gay gắt tử vi tuổi tân mão thuộc mộc có thể sẽ phải chịu nhiều tổn thương tử vi tuổi quý mão thuộc kim kiếm tiền dễ dàng hơn tưởng tượng về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn khá chi là lý tưởng. Ngày này với bà tuổi thìn đang gặp ngày thìn dậu nhị hợp, người ấy sẽ mang lại cho bà tuổi thìn niềm hạnh phúc ngập tràn mà từ trước tới giờ với bà tuổi thìn chưa hề được nếm trải. Bà tuổi thìn, bạn có nhiều chuyện không thể nào giải thích rõ ràng có thể nói do duyên phận mà ra dựa bị người đông đúc mà hai bạn vẫn tìm thấy nhau rồi chiến thắng những thử thách khó khăn để ở lại bên nhau nữa rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà Thủ Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn xuất hiện, thể hiện sự tăng tín vượt bậc trong sự nghiệp của bạn Thủ Thìn với bà tuổi thìn đạt được nhiều thành công nhờ sự cố gắng hết mình không quản ngại khó khăn trắc trở để hoàn thành mục tiêu đề ra nữa rồi nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa cần hiểu rõ mục tiêu của mình tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình duyên khó đoán tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy nắm bắt hạnh phúc khi có thể tử vi tuổi canh thìn thuộc kim công danh phát đạt có năng lực thực sự. Tử vi tuổi nham thìn thuộc thủy hãy cố gắng hết mình để có thứ mình muốn. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ ạ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ đón tình yêu gõ cửa. Ngày này đối với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu cho nên người ấy có thể chẳng thuộc về hình mẫu mà từ trước tới giờ bạn đang theo đuổi nhưng tình cảm đâu có khuôn mẫu gì đúng không bạn tuổi tỵ với bà tuổi tỵ bạn hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo có được người yêu thương và hiểu mình đâu phải dễ dàng phải may mắn thế nào thì mới có được người tâm đầu ý hợp với mình dựa bị người manh mông nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có chính quan xuất hiện. Hôm nay, bạn mệnh sẽ thể hiện được tính cách trách nhiệm của mình. Bạn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa nhé. và tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình duyên vượng sắc. Đào hoa nở rộ, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc có nhiều cơ hội, tình duyên, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim đừng bỏ lỡ thời cơ thang tín, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy công việc tiến triển suôn sẻ. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi sửu tuổi thân và các bạn đang xem video đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ tỏa ra rất thất vọng khi mà những cố gắng và nỗ lực của mình chẳng được thành quả như ý muốn. Tất cả là do tiểu nhân kéo tới, thiên quan là điềm báo hung đến với bạn. Bạn mệnh tuổi ngọ trong ngày hôm nay không ai đụng phải tiểu nhân, những nỗ lực và bao công sức mà bạn đã bỏ ra đều tan thành bọt biển khi kẻ tiểu nhân xó bụng đó dắt tâm phá hoại bạn và bạn tuổi ngọ bạn không cam tâm không chịu khuất phục nữa nhé Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với họ. Chẳng những thế mà chuyện tình cảm lứa đôi của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Người ấy giận hờn vu vơ, chẳng vì lẽ gì, còn bạn thì đã quá mệt mỏi, chẳng muốn dọ dành nhiều. Thế nên chuyện tình cảm với bạn càng ngày càng xấu đi nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có những mâu thuẫn tiềm tàng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình duyên trắc trở chẳng được hạnh phúc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa công việc thất bại không được như ý tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tiểu nhân không ngừng quấy phá tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc chán nản và thất vọng với bản thân và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có dấu hiệu báo hiệu tốt lành sẽ đến với bạn khi mà bạn đang gặp được thiên ấn nhập mệnh phù trợ cho bạn với bạn tuổi mùi bạn là người rất linh hoạt khi xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh và được cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn rồi nhé và bạn tuổi mùi ạ Ngày này, đây cũng là cơ hội để cho bạn bứt phá lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình. Có thể bạn đang vấp phải nhiều khó khăn, nhưng cứ kiên trì bước tiếp rồi sẽ vượt qua được hết mà thôi. Trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi mùi, bạn đang gặp ngày thổ sinh xuất chua kim, có những chuyện chẳng thế nào nói rõ ràng. Bạn chẳng muốn phải kể công khi nói ra những chuyện bạn đã làm cho người ấy, nhưng trong mắt đối phương, bạn chẳng có ích gì cả nữa nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, mau thuận tình cảm bùng nổ, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, công việc được hoàn thành nhanh chóng, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, có sự linh hoạt và sáng suốt, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc có cơ hội để thăng tín. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân ạ chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội cục chia chở cho bạn cho nên cô đường tình duyên của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Với bạn tuổi thân không còn phải lo lắng trong chuyện gia đình bởi người ấy thực sự hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà bạn đang phải gánh chịu nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, việc kiếm tiền với bạn càng ngày càng trở nên khó khăn, mặc dù bạn mệnh đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như trước dễ thấy túng thiếu, hụt hận nữa nhá. Nhưng cuộc sống này là thế, đâu phải lúc nào cũng có được thứ mình muốn. Bản mệnh tuổi thân cần phải học cách chấp nhận sự thật và tìm cách để vượt qua khó khăn. Đừng có tin tưởng quá mức vào kẻ không đáng tin bản tuổi thân nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có những nguy cơ mất tiền hao của tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình cảm thăng hoa rực rỡ, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ của người yêu thương và hiểu mình, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, tình duyên vượng sắc, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, dễ lâm vào cảnh túng thiếu. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu không có nhiều mong muốn nhưng lại thấy áp lực khi mọi người đặt quá nhiều niềm tin, lòng tin và kỳ vọng ở nơi bạn, mệt mỏi và căng thẳng vì thế mà cứ cố rướn mình lên để chịu đựng nữa bạn tuổi dậu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày dậu dậu tự hình, cho nên đang có những bất ổn về tâm lý khiến cho bạn tuổi dậu càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Dù bạn không muốn cả ngày mặt này u rũ, ủ rột, buồn bã nhưng dường như bạn chẳng tìm được niềm vui cho mình. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp được ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn có được sự vững vàng sẽ giúp cho bạn tìm được nơi mình thấy an toàn và với bạn tuổi dậu bạn cần phải quyết tâm hơn để đạt được mục tiêu của mình đề ra công việc của bạn dù bận rộn thì cứ từ từ giải quyết đừng có nóng vội mà hỏng việc bạn tuổi dậu nhé và tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc tiến triển khá tốt tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tự mình trách bản thân mình tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tâm lý không được vững vàng tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc có thể sẽ đánh mất cơ hội tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng cố chấp thái quá về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại có thể khiến cho thần trí của bạn tuổi Tuất chẳng còn được tỉnh táo như bình thường. Bạn tuổi Tuất bạn đổ lỗi mọi chuyện cho đối phương khiến cho tình cảm ngày càng mâu thuẫn. Vợ chồng không hiểu nhau dù thời gian bên nhau cũng chẳng hề ngắn ngủi có thể áp lực trong cuộc sống khiến cho đôi bên thay vì tâm sự chia sẻ và lắng nghe thì chỉ muốn xả hết những chuyện không vui vào nhau nhé. Chính ấn xuất hiện, công việc của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay lại tiến triển khá chi là tốt. Bạn mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ sự nỗ lực và cống hiến hết mình vì công việc đạt được vị thế xứng đáng với năng lực của mình nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc thổ, công danh thăng tín nhanh, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, có tinh thần cống hiến hết mình, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, mau thuận bùng nổ, do áp được gia tăng, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu cho nhau. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi, bạn đang cảm thấy chán nản và thất vọng khi bao công sức của mình bỏ ra chẳng được cấp trên công nhận. Bên cạnh đó, thương quan xuất hiện cho thấy tinh thần làm việc của bạn tuổi hợi đi xuống một cách rõ rệt. Cũng chính vì thiếu tập trung, thiếu sự nhiệt huyết cho công việc cho nên công việc của bạn dù có hoàn thành cũng chẳng được như ý muốn, thậm chí còn mắc phải những sai sót không đáng có và với bà tuổi hợi dễ bị thế dễ vì thế mà bị trách phạt nữa nhé. Trong ngày này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thủy, may là bạn mạnh có trọ dựa về tình cảm, chỉ cần ngồi lại tâm sự cùng người ấy là có thể quên hết những nỗi buồn đau, mệt mỏi như được tiếp thêm sức lực để chiến đấu tiếp đố bàn tuổi hợi nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chán nản và thất vọng với bản thân. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc tình cảm là chỗ dựa vững vàng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim không muốn tiếp tục phấn đấu. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đánh mất nhiệt huyết với công việc về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.